Không biết là mọi người có đoán được món đó là món gì không ta? Nếu như ở Malaysia thì có thể mọi người sẽ biết đến cái món này hen. Nó được gọi là tinh tinh thẳng. Không chỉ có cái tên gọi này á, thì mọi người đầu clip cũng đã nghe cái tiếng tinh 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 rồi đúng không? Người ta sẽ dùng hai cái dụng cụ đập lại với nhau để cho cái cục kẹo nó bể ra mọi người. Cũng giống như cách đặt tên các món ăn ở Việt Nam như bánh xèo, đổ cái xèo thì gọi là bánh xèo. Còn kẹo này thì được nghe cái tiếng tinh tinh thì được gọi là tinh tinh thẳng. Nhưng mà bây giờ thì rất là khó mua cái món này. Tuyền đã được ăn một lần nhưng mà bây giờ mình mua lại thì không thấy ai bán hết trơn á, nên hôm nay Tuyền tự làm nha. Ban đầu thì mình cũng màu mè định gan ở trên chảo mọi người, nhưng mà lâu quá Tuyền cho vào nồi chiên không dầu có một chút xíu là nó chín rồi nè. Giờ thì Tuyền sẽ gây bỏ cái phần vỏ. Món này thì khá là đơn giản mọi người, chỉ cần có đường, mà hôm nay không mua được đường trắng nên Tuyền sẽ sử dụng đường nâu luôn nha. Cho vào trong đây một chén đường với lại xăm xắp nước là được. Để món này dễ thành công hơn thì Tuyền sẽ nặn vào trong đây miếng chanh cho cái phần đường của mình nó không có bị lợi đường lại hen. Mọi người khuấy liên tục cho cái đường nó tan. Nấu được một lúc thì đường sẽ sôi và có bọt bong bóng lớn như thế này. Mọi người sẽ chuẩn bị một cái chén nước rồi mình thử đường xem ok chưa. Đường mà có thể dẻo lại vậy là ok rồi nè. Tuyền sẽ chuẩn bị một cái bọc rồi mình khuếch lên miếng dầu cho một chút đổ đường ra thì nó sẽ không có bị dính hen. Lúc này thì đường rất là nóng nên là mọi người cẩn thận tay nha. Sau khi mà đường nguội được chút xíu thì Tuyền sẽ gom lại và cuộn thành một cục hen. Thấy vậy chứ, lúc này nó cũng còn nóng lắm á mọi người. Tuyền sẽ kéo cái phần đường này ra đến khi nó trắng lại hen. Khúc này là khỏi cần phải chỉnh tốc độ luôn. Tốc độ này là chạy bằng cơm nha mọi người. Thấy vậy chứ, nó cũng nóng lắm luôn nghe. Tuyền sẽ kéo kéo ra đến khi nào mà nó trắng dày là được rồi nè mọi người. Tại biết sao không, đường của Tuyền á là làm bằng đường nâu nên nó sẽ không có trắng tươi được hen. Giờ thì Tuyền sẽ chia ra làm hai cục. Một cục á thì Tuyền sẽ làm tinh tinh thẳng. Tuyền sẽ tạo hình cho kẹo tinh tinh thẳng này sẽ dày dài nhầy hàng rồi mình để trong tủ đựng ngăn đông. Tuyền sẽ làm đến cái phần kẹo tuổi thơ của người Việt Nam, đó là kẹo kéo. Cái này là tuổi thơ của tất cả mọi người luôn đúng không? Cuộn vào cái bọc dày, khi nào ăn thì mình kéo ra. Kẹo tinh tinh thẳng thì nó sẽ giòn vậy ha mọi người. Ăn vào thì nó ngọt cũng như các loại kẹo bình thường thôi, chỉ có vị ngọt. Nhưng mà hôm nay Tuyền sẽ ăn cùng với bò bía hen. Tuyền thấy cái kẹo tinh tinh thẳng này nó khá giống với một loại kẹo ở ngoài miền Bắc được gọi là bò bía ngọt ha mọi người. Bò bía ngọt á thì sẽ ăn cùng với lại dừa nạo nè, rồi mình sẽ cho lên đây chút xíu mè đen nữa cuộn lại. Món này thì không phải là tuổi thơ của Tuyền, tại vì ở miền Nam không có món này, chỉ có kẹo chỉ với lại kẹo kéo thôi. Đây là lần Tuyền thử luôn ấy. Tại vì biết sao không, Tuyền thấy mọi người ăn cái món này rất là nhiều mà mình nhìn rất là hấp dẫn luôn ấy, nên là Tuyền cũng tò mò cái vị nó như thế nào. Ăn thì cũng rất là ok, vừa béo béo nè, rồi kẹo thì ngọt ngọt, mè thơm thơm. Còn đây mới là kẹo tuổi thơ của Tuyền nè. Nhưng mà coi bộ cái này không phải là kẹo kéo mà là kẹo cục rồi. Nó dính lại một cục luôn ấy. Chắc là phải nghiên cứu lại công thức khác thôi.